Ở vlog số 18, 5 kỹ năng đàn ông trưởng thành cần phải có, mình có nhắc tới kỹ năng giữ bình tĩnh phần lớn thời gian, cũng như nói về một trong những cách để rèn luyện kỹ năng này là chuẩn bị tâm lý vững vàng cho hầu hết các tình huống. Tuy nhiên thì ở vlog đó mình chưa thực sự đào sâu về việc tâm lý vững vàng này tức là như thế nào, nên mình muốn dành vlog này để nói sâu hơn về nó. Nào, chúng ta cùng bắt đầu vlog này thôi. Tâm lý vững vàng có thể hiểu đơn giản là dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, chúng ta vẫn giữ được đầu óc tỉnh táo, sáng suốt và biết cân nhắc suy nghĩ hành động cũng như lời nói để giải quyết sự việc trong êm đẹp. Tuy nhiên thì có hai trở ngại lớn trong quá trình mài giũa cái sự vững vàng này. Thứ nhất là trong cuộc sống của chúng ta, đa phần chúng ta không phải thường xuyên tiếp xúc với những tình huống gay gắt, những sự việc mà đòi hỏi sự kiềm chế cao. Vì đa phần mọi người là những người lịch sự và nếu bạn cứ đối xử với mọi người tốt đẹp như bình thường và hoàn thành đúng những gì mà bạn được giao, đúng tiến độ với chất lượng ổn định, thì khả năng mà bạn gặp biến hay gặp người khiến bạn muốn tức điên lên là không nhiều. Bạn phải thực sự xui xẻo lắm mới gặp phải một người mà ngày nào cũng kiếm cớ gây chuyện với bạn và khiến bạn muốn đạp cho người ta một phát. Và nếu bạn thực sự đang ở trong tình huống như vậy thì xin chúc mừng, bạn đang ở trong một môi trường không thể tuyệt vời hơn để rèn luyện tâm lý vững vàng rồi đấy. Quay trở lại với phần đông của chúng ta, những người bình thường vốn có một cuộc sống tương đối ít biến động. Chính vì cái sự bình thường này diễn ra một cách khá phổ biến và thường xuyên, nên chúng ta thường khó có thể mài giũa được tâm lý vững vàng của mình. Có thể khi không có chuyện gì xảy ra thì bạn vẫn luôn tự nhắc bản thân là nếu gặp chuyện thì mình sẽ phải thật bình tĩnh và giải quyết vấn đề. Nhưng khi đột nhiên biến cố xảy ra, bạn không hề có sự chuẩn bị trước. Và nếu có nhiều người đang nhìn vào bạn thì có lẽ là mọi lời căn dặn bản thân sẽ bay vèo qua cửa sổ. Thứ hai, chúng ta thường dễ bị mất kiểm soát khi sự việc đó có liên quan trực tiếp tới chúng ta hoặc những người thân thiết với chúng ta. Lấy ví dụ đơn giản thế này, nếu bạn đi ngang qua một cặp đôi đang cãi nhau trên đường thì rất có thể bạn sẽ cảm thấy tò mò và cùng hòa vào đám đông cũng đang đứng quanh đó để hóng biến, rồi thậm chí còn thích thú bình luận với những người xung quanh. Trong đầu thì thầm nghĩ rằng có thế mà cũng phải cãi nhau, hay là vô duyên thế sao không về nhà đóng cửa bảo nhau mà lại đem ra ngoài cãi nhau như thế này. Nhưng nếu bạn là một trong hai người đang cãi nhau đó, nhìn thấy bao nhiêu con mắt của người lạ đang nhìn vào mình, đang ngó nghía vào chuyện riêng tư của mình, rồi thì bản thân thì đang bị người yêu mắng xa xả vào mặt, thì bạn sẽ cảm thấy thế nào? Khi này thì bạn vốn đã tức giận vì nguyên nhân gây ra cãi nhau, giờ đây bạn lại còn cảm thấy thêm xấu hổ vì cãi nhau nơi công cộng, từ đó càng thêm tức giận và càng gân cổ lên cãi để chí ít trước mắt mọi người mình là người thắng cuộc. Người kia thấy bạn cãi hăng hơn thì cũng phải cãi hăng hơn vì người ấy cũng muốn mình là người thắng cuộc, là người đúng trong mắt mọi người. Và thế là cái vòng luẩn quẩn không bao giờ kết thúc, còn bạn thì cứ thế để cho cảm xúc làm chủ từ bao giờ không biết. Hoặc như nếu bạn thấy hai người lạ đánh nhau, bạn có thể chỉ đơn giản là nhảy vào can. Nhưng nếu bạn thấy em bạn bị người ta đánh thì có lẽ không cần biết phải trái gì, bạn đã nhảy ngay vào và đánh người ta, hoặc chí ít là cũng có cái ý nghĩ là thôi thúc làm điều đó, đúng không? Vậy thì câu hỏi được đặt ra là làm thế nào để chúng ta có thể vượt qua được hai chướng ngại không hề nhỏ này? Một bài học mà mình tự rút ra qua kinh nghiệm sống của mình đó là don't take it personal. Don't take it personal là một cách nói của tiếng Anh, dịch đại khái qua tiếng Việt là đừng coi một sự việc gì đó là một đòn tấn công vào cá nhân bạn, hay nói cách khác là đừng nghĩ rằng việc xảy ra là do bạn, là lỗi ở bạn. Ví dụ thế này, trong năm đầu mình làm giáo viên, là lẽ thường khi một giáo viên vừa ra trường muốn tất cả học sinh trong lớp đều có thành tích tốt, đều hành xử ngoan ngoãn trong lớp. Mình tỉ mỉ làm giáo án, đảm bảo là những slide PowerPoint của mình, những hoạt động trong lớp của mình thật là thú vị và thu hút học sinh. Mình lao đi tìm hiểu các cách quản lý lớp học, cách động viên học sinh, mình gọi điện cho bố mẹ học sinh để nhờ họ khích lệ con họ học chăm hơn. Và nếu bạn cũng như mình đều từng là học sinh thì chúng ta đều hiểu là sẽ không có lớp học nào là hoàn hảo, vẫn sẽ có những học sinh điểm thấp và vẫn sẽ có những học sinh nói chuyện riêng trong lớp hay không chịu làm bài tập bất chấp tất cả những cố gắng đó, tâm huyết đó của mình. Nếu khi đó mình take it personal, tức là mình cho rằng tất cả những kết quả đó là do mình, thì có lẽ mình sẽ ngay lập tức nghĩ rằng mình là một giáo viên tồi, rằng công việc này có lẽ là không dành cho mình và nên tìm việc khác. Để rồi sang nơi làm mới, công việc mới, mình rất có thể sẽ lại rơi vào tình huống tương tự khi có việc không hay xảy ra. Tuy nhiên, do mình don't take it personal, tức là mình không cho rằng những kết quả không mấy tốt đẹp đó là do mình, mà mình tin rằng những gì mà mình phải làm dưới tư cách của một giáo viên thì mình đã làm đúng và làm đủ, rằng việc học cho tương lai của học sinh cũng phải do học sinh nắm trách nhiệm nữa, thì mình không còn bị những suy nghĩ tiêu cực kia chiếm lấy nữa. Khi này thì mình có đủ tỉnh táo để nhìn lại, phân tích và thấy rằng thực ra là có những học sinh điểm thấp đơn giản là vì chúng không thích bản chất của môn học, chứ không phải là do kỹ năng sư phạm của mình.
Có những đứa khác lười nhác là vì chúng vốn không phải là người dành cho việc học những môn học thuật, mà chúng thích những việc liên quan tới chân tay hơn. Có đứa thì thường xuyên nói chuyện trong lớp và không sợ mình. Hóa ra là em ấy hành xử như vậy ở tất cả các lớp khác, và bố mẹ em ấy cũng không thể làm gì được. Hóa ra đúng là có những việc xảy ra mà không phải do mình. Một ví dụ khác hơi tế nhị một chút nhưng lại khá thực tế, đó là khi con gái đến ngày, bạn có thể mặc một chiếc quần lót ướt cả ngày, cộng thêm việc bạn còn bị thiếu máu nữa, thì bạn có cảm thấy khó chịu không? Và khi bạn gái khó ở như vậy rồi thì rất dễ hiểu nếu họ tự dưng trở nên gắt gỏng, ngay cả với câu đùa mà bạn vẫn hay đùa với cô ấy vào những ngày khác, đúng không? Nếu khi này mà bạn take it personal, tức là bạn thực sự cho rằng cô ấy đang tấn công bạn, rất có thể là bạn sẽ ngay lập tức có phản ứng phản vệ và tấn công lại cô ấy, và cuối cùng làm cho sự việc leo thang, còn mối quan hệ thì tệ đi vì một lý do hoàn toàn không đáng. Nhưng nếu bạn không take it personal và bạn biết rằng tâm lý con gái khi đến ngày thường không ổn định, và rằng cô ấy có lẽ sẽ gắt gỏng với bất cứ ai chứ không phải mỗi bạn, thì bạn sẽ biết nhẫn nhịn trước sự gắt gỏng ấy và xuống nước để cho cô ấy hạ nhiệt và để cho sóng gió qua đi tới khi cô ấy hết giai đoạn ấy. Nhân tiện thì lời khuyên này hơi không liên quan tới chủ đề đang nói một chút, nhưng phòng khi một số bạn nam không biết, thì không phải các bạn nữ không biết là khi đến ngày họ thường trở nên đổi tính đổi nết hay cáu bản hơn đâu. Họ biết đấy, nhưng bởi vì họ vốn đang khó chịu sẵn trong những ngày đó, nên kể cả họ biết họ không nên phản ứng như vậy, nhưng cảm xúc của họ vẫn sẽ trào dâng. Nó giống như việc bạn biết thừa giận cá chém thớt là sai, nhưng khi ai đó cố tình trêu kẹo bạn thì bạn đang bực mình sẵn, thì có lẽ bạn cũng sẽ chém người ta như vậy thôi. Vì vậy, trong những tình huống như vậy thì đừng cố gân cổ lên nói lý với các bạn gái, và chỉ chăm chăm vào việc chứng minh họ sai còn bạn đúng, bởi vì họ biết thừa điều đó rồi. Cả họ cần là bạn không take it personal, bạn biết nhường nhịn họ, làm họ xuôi để rồi khi họ bình thường lại, thì kể cả bạn không bắt họ thì họ cũng vẫn sẽ chủ động xin lỗi bạn vì đã quá lời. Mình đưa ra hai ví dụ trên để các bạn có thể thấy ứng dụng thực tế của kỹ năng don't take it personal cũng như tác dụng của chúng. Tuy nhiên, hai ví dụ trên có vẻ như vẫn có gì đó khá là biến động, đúng không? Một cái là học sinh không nghe lời, một cái là người yêu cáu bản. Vậy chẳng lẽ lại phải chờ có biến rồi mới rèn luyện được kỹ năng này hay sao? Không hề. Kỹ năng này có nhiều cơ hội để rèn luyện trong cuộc sống hơn bạn tưởng. Dễ rèn luyện nhất là khi bạn sử dụng mạng xã hội. Mạng xã hội đúng như tên gọi của nó, giống như một xã hội thực sự. Có khắc chăng thì ở nơi đây va chạm giữa người với người trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Cũng chính bởi thế mà việc bạn bắt gặp những thứ chướng tai gai mắt cũng trở nên thường xuyên hơn bao giờ hết. Có một câu nói vừa là đùa mà cũng là thật, đại ý rằng cách muốn có tương tác nhiều và nhanh nhất trên mạng xã hội là cố tình nói điều gì đó ngu ngốc, sai hoặc gây phẫn nộ. Thực vậy, mỗi khi bạn đọc được một điều gì đó mà bạn cho là sai lệch, ngớ ngẩn trên mạng, thì rất dễ để bạn có cảm giác thôi thúc trong lòng rằng mình phải là người chỉ ra lỗi sai đó. Nếu những bài post đó lại còn nói về điều gì đó có liên quan tới bạn nữa, ví dụ như khi bạn là con gái và đọc được ai đó nói rằng con gái thì cứ nhiều tiền là nó theo, hoặc thậm chí còn không trực tiếp liên quan tới bạn, như khi bạn thân của bạn là người Hải Phòng và bạn đọc được bài post là dân Hải Phòng con trai thì thô kệch, con gái thì đánh đá, thì tốc độ bạn lao vào bảo vệ bản thân có lẽ còn nhanh gấp bội, đúng không? Về cách phản ứng như thế nào với những tình huống như vậy thì mình đã nói cụ thể ở vlog số 27, cẩn trọng trong lời nói, các bạn có thể xem lại. Ý chính của mình muốn nói ở đây là bạn có thể bắt gặp những tình huống như vậy khá thường xuyên trên mạng, và nếu bạn học được cách don't take it personal thì bạn sẽ không có sự thôi thúc phải lao vào tranh luận ấy, và quan trọng hơn là không có những cảm xúc tiêu cực không đáng có ấy. Nếu những bài post ấy không chỉ đích danh bạn hay người thân của bạn, thì nó đơn thuần là một người lạ nói lên quan điểm của riêng mình. Giống như việc bạn đi ngang qua một người lạ trên đường thì bạn cứ đi lướt qua họ là xong, thay vì phải dừng họ lại và bắt họ về nhà thay bộ khác đẹp hơn đi. Thì khi gặp một bài post như vậy, bạn có thể không đồng ý với họ, nhưng không có nghĩa bạn là người buộc phải thay đổi ý kiến của họ, và cũng không có nghĩa bạn buộc phải tham gia vào cuộc tranh luận đó, đúng không? Vì vậy, nếu hiện tại bạn vẫn còn cảm thấy ngứa ngáy khó chịu vì những bài viết hay bình luận dễ gây tranh luận, hãy cố gắng giữ mình ở bên ngoài cuộc tranh luận ấy. Trong trường hợp bạn đã lỡ đóng góp vào cuộc tranh luận ấy, hãy đóng góp vào những kiến thức khách quan, và nếu cái bạn nhận lại là những lời nhục mạ hay công kích cá nhân, thì đó cũng là lúc bạn nên dùng tới kỹ năng don't take it personal. Những người làm hành động như vậy khi tranh luận thường là những người biết rằng họ sai, bạn đúng, nhưng vì không muốn thừa nhận điều đó nên họ buộc phải hướng cuộc tranh luận tới những gì chủ quan hơn, không chắc chắn bằng những bằng chứng khoa học, và ở đây là ý kiến của họ về bạn. Khi thấy người ấy có bắt đầu biểu hiện như vậy, thì bạn hãy cứ lặng lặng mà rời khỏi cuộc tranh luận ấy, vì lúc này họ không phải là đang tấn công bạn, mà là đang bảo vệ cái tôi của họ.
Như bạn có thể thấy là mạng xã hội là nơi có rất nhiều cơ hội để bạn có thể rèn luyện kỹ năng Don't take it personal này. Và khi mà bạn đã cảm thấy mình bắt đầu có thói quen đó rồi, thì việc ứng dụng vào cuộc sống thực tế, khi bạn phải trực tiếp mặt đối mặt với cái chất xúc tác châm ngòi cho những cảm xúc tiêu cực kia, thì sẽ trở nên dễ dàng hơn. Nhưng các bạn cũng cần phải nhớ rằng việc kiểm soát cảm xúc trực tiếp bao giờ cũng khó khăn hơn việc kiểm soát cảm xúc qua mạng. Khi qua mạng, bạn không nhìn thấy mặt người ta, không nghe thấy sự gằn giọng trong giọng nói của người ta, không thấy ngôn ngữ cơ thể của người ta. Vì vậy, sự kích động trong cảm xúc của bạn cũng đỡ bị ù ạt hơn. Khi bạn nghe một người vì nóng giận mà lên giọng với bạn trực tiếp, bạn sẽ cảm nhận rõ được sự căng thẳng và tức giận ấy hơn. Từ đó, nếu không rèn kỹ năng Don't take it personal từ trước, thì bạn rất dễ sẽ quên bài học ấy và lại phản ứng lại với những sự công kích đó. Vì vậy, nếu bạn thấy mình vẫn rơi vào hoàn cảnh đó thì có nghĩa là bạn cần rèn luyện kỹ năng này nhiều hơn nhé. Có 3 lưu ý khi thực hành kỹ năng này. Thứ nhất là Don't take it personal không có nghĩa là không chấp hành nghĩa vụ công dân. Bên trên mình có nói, nếu bạn thấy một bài gì đó khiến bạn cảm thấy chột dạ hay tức giận và nghĩ rằng người ta đang công kích mình trong khi không phải như vậy, thì đừng take it personal và cứ ngó lơ nó đi. Nhưng nếu bài viết đó vi phạm pháp luật, ví dụ như chống đối đảng và nhà nước hoặc khoe là vừa trốn cách ly xã hội, thì nghĩa vụ công dân của bạn là phải ngay lập tức báo cho các cơ quan chức năng. Thứ hai, don't take it personal cũng không có nghĩa là rũ bỏ hoàn toàn trách nhiệm của mình. Ví dụ, nếu khách mắng bạn phục vụ tệ, hãy nghĩ kỹ xem bạn có chỗ nào chưa đúng. Nếu có bất cứ một phần nào đó là lỗi của bạn, hãy nhận lỗi và sửa chữa sai lầm của mình. Đừng nghĩ rằng không take it personal tức là luôn cho rằng mình không có lỗi. Và cuối cùng, không take it personal không có nghĩa là vô cảm, thờ ơ với cuộc sống. Khi bạn thấy một anh chàng bị xe máy đè lên chân, ngay cả khi nó về mặt lý thuyết không phải là việc của bạn, người lạ ấy cũng không hề liên quan gì tới bạn, nhưng cũng hãy chạy tới giúp nâng xe máy lên. Giữ bình tĩnh chứ không phải là trở thành một người máu lạnh. Vậy là tới cuối vlog rồi, rất mong các bạn thực hành và rèn luyện kỹ năng này hàng ngày, để khi có lúc cần đến, kỹ năng này sẽ trở thành một phản xạ tự nhiên và giúp các bạn đưa ra những quyết định sáng suốt hơn nhé. Còn bây giờ, tạm biệt và hẹn gặp lại.